có nhiều các bạn hỏi đó chính là tôi có làm TikTok đến mức độ nghèo như vậy. Cho mình và cho các bạn ví dụ nhé. Mỗi sáng sớm mình phải đi ạ, bởi vì mình bị ải xỉa rồi mà người nhà. Tiếp theo, mình phải nhịn ăn sáng một năm để tiết kiệm được cho cả nhà một chiếc iPhone 13 Pro Max mọi người ạ. Giờ thì tôi đánh nhau với cả gia đình hàng xóm này. Giờ mình xin lỗi nha, mình không có cố ý. Giờ thì cho cái camera đi luôn và bất chấp này luôn, ok nha mọi người ạ. Này, mày làm cái quái gì vậy hả? Mày bị hư hả? Hư hỏng. Mắt bảo mày cần xanh nha. Con nhỏ lắng nghe này. Mày bị điên hả? Muốn phân xong để uống thuốc cùng lúc cùng nhau luôn. Chứ bây giờ mình không khỏe thì mình làm sao mà được. Đấy, đó là lý do mình không biết hiểu gì. Và suốt ngày mình phải uống thuốc này đều đo và chính hãng. Bởi vì tôi không hiểu gì mà sau ngày timelapse kiểu làm gì luôn. Ôi giời ơi. Và đó là thành quả của mình nha. Đắng thơm bởi bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa. Giờ tôi uống liền.